Sao Đức Huy xin kính chào quý vị. Yêu hoa cây cảnh và bonsai toàn quốc. Kính thưa quý vị, bonsai Đức Huy đang có mặt ở nhà vườn anh Lương Bình tại Kinh Môn, Hải Dương. Bonsai Đức Huy lắm được cái thông tin vừa rồi anh Lương sở hữu được một số những cây tranh cổ. Bonsai Đức Huy tức tốc về ngay để chứng kiến những tác phẩm anh mới sở hữu. Và trong cái chuyến về vườn anh thì cũng mang cho anh một số những cái chậu tàu để anh vào cây. Và những cái tác phẩm anh ấy vừa mua ngay trước mắt quý vị. Và bonsai Đức Huy lại được gặp chủ nhân cũ và chủ nhân mới ngay ở đây. Chúc chào, chào chú và chào anh Lương. Chào các anh. Đức Huy nhá. Hôm nay là cũng có một cái anh em là có một cái chuyên là muốn để cho chú Lương Bình 5 tác phẩm. 5 tác phẩm. 5 tác phẩm. Thì từ trước là cũng anh em cũng chơi với nhau mười mấy năm rồi. Nhưng mà bây giờ thì tôi chú cũng theo đuổi coi như là gần chục năm nay, thì hôm nay để cho chú 5 cái tác phẩm. Thì đây ba cây là tác phẩm mới thành chậu vừa rồi, tuy là mang coi như là chậu về. Nói chung làm nó cũng chưa được hoàn thiện. Thế nhưng mà nói chung là được ba cái tác phẩm này là chú cũng muốn chỉnh sửa lại một tí. Bản thân chú là từ trước tới giờ chơi đa phần là chú cây coi như là cây cổ, nên là chú cũng theo đuổi. Hôm nay chú sẽ để lại cho chú Lương 5 tác phẩm. Vâng, 5 tác phẩm. 5 tác phẩm. Và mấy cái tác phẩm này là chú chơi được mấy chục năm rồi chú? Chú mua trước kia thì chú mua là các cụ là đã chơi lâu rồi. Thế nhưng mà chú về hưởng cụ chú là được 17 năm. Là chú... từ năm 2006 là chú đã chơi rồi. À dạ vâng. Thế nên là từ đấy về đây thì bây giờ chú cũng sức khỏe nó cũng bị đệm yếu, thì tôi chú nhượng lại cho em Lương Bình. Dạ vâng. Anh Lương sở hữu được 5 cây già cổ thế này thì chắc chắn là anh rất là vui đúng không? Vâng, thật sự là rất là vui. Chào tất cả anh em nhé, chào tới Đức Huy. Hôm nay thì thật sự là nhân dịp Đức Huy về vườn nhà mình mua được 5 tác phẩm của anh Trúc. Thì là mình với anh Trúc là cùng trước ngày là cùng xã giờ lên phường. Thế là mình với anh ấy chơi từ 2005 cơ, như anh ấy 2006 anh ấy vào anh mua được một vườn cây rất là đẹp. Nhưng từ ngày anh với anh em chơi cây trong hội thế là theo đuổi cũng 30 năm rồi. Bây giờ anh ấy nhận lại cho 5 tác phẩm. Thế là hôm nay thì gọi là 5 tác phẩm này thì mình bổ Đức Huy cầm cho hai chậu để mấy chậu tàu để thay vào lại vì trước này cái chậu nó hơi to hơi nhàng tí. Vâng. Thế là hôm nay thì nhân dịp của Đức Huy về đây thì mình cũng gọi là ra mắt đi anh em trên toàn quốc là mình mua được 5 cây của anh Trúc. À, vâng vâng. Tuyệt vời quý vị nhìn thấy những cây xanh cốt chậu thế này. Thì ra thế nào để quý vị nhìn thấy. Đây vừa mới bonsai Đức Huy vừa mới chở chậu ra, anh vừa mới đưa chậu vào thôi. Chút nữa thì các anh sẽ trồng sẽ cho đất vào, trồng ngay ngắn. Và nhân đây thì chủ nhân cũ và chủ nhân mới sẽ làm cái lễ bàn giao nhỉ. Bởi vì hôm giờ thì cũng bàn giao rồi, nhưng mà hôm đó thì chắc chỉ có chủ nhân cũ và chủ nhân mới biết thôi. Và hôm nay thì cái thước phim này sẽ lan tỏa và quý vị yêu cây trên cả nước và thế giới đều biết đến những cái cuộc giao lưu này. Thì Sa Đức Huy mời chú Trúc là chủ nhân cũ này và chủ nhân mới là anh Lương sẽ đến từng cây và làm cái lễ bàn giao một chút nhé. Hôm nay là hôm nay có chuyện Đức Huy là hai anh em nói đúng là chỉ có một phút là coi như là đã quay xong coi như là ba cây này, thời gian đúng chỉ một phút. 5 cây hay 3 cây? 5 cây. 5 cây một trong một phút thôi. Trong chỉ một phút là xong, bởi vì là những cái cây này là chú cũng đã tâm đắc theo đuổi lâu, nên là anh em coi như là chỉ một phút là coi đã bắt tay là coi xong, bởi vì anh cũng muốn nhượng lại cho chú để chú hưởng thụ để kế tiếp cái vợ chồng của anh trong gần 20 năm này nhé. Rất nhanh trong thực sự là đúng là hôm nay là đúng một phút là vì như này anh Trúc thì anh vừa rồi đầu năm có việc mẹ anh ấy mất, thế là hôm anh em cũng hỏi thăm rồi
câu lạc bộ cũng hỏi thăm rồi, nhưng mà cái hôm đầu tháng là cũng hôm mùng 2 là đầu tháng là anh xuống chơi chỉ vào thông hương thông bà hút bà cho cái lọc ra ngắm nghía đúng một phút là bố là để cho em anh bố nhất trí phát là bắt tay đúng đúng một phút đúng không rồi 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 cho lọc anh ba cho lọc anh là anh lấy được 5 tác phẩm này rồi rồi nó thật là vâng. Thế chú với anh đứng bắt tay đứng gần một cái rồi hướng mắt nhìn vào đây ạ. Chú ơi chú nhìn vào đây. Thế rồi. Cây thứ nhất nha quý vị nha. Thì đến cây thứ hai nhỉ. Cây thứ hai là cây cây này, một cây xanh bò đá. Cây này nghệ thuật mà cây này đang là nói đúng là chủ cũng là rất nhiều lá là lúc nào cũng là với thế hồng nhé. Xanh nhưng mà búp hồng như búp xì đúng không? Đúng rồi. Đây. Cây xanh trong đây hai bò đá. Cây nào cũng già lắm quý vị ạ. Cảm ơn anh nhé. Cây thứ hai quý vị ạ. Cây này thì thật sự mình được thích. Nếu trong toàn cây này là mình cũng là dạng thích. Ba cây này là mình thích nhất vì là lý do là cây này nó ngồi trên một cái hòn đá này. Nhìn là ngồi trên đỉnh một vách ở cái hòn đá ở nhỏ trên núi. Mà đường tay loa hóa rất là đẹp. Rồi, đây này, quý vị nhìn đây này. Địa y ra đến tận đầu cành rồi. Những cây xanh chú chơi cũng đã mười mấy năm rồi. Và đây là vườn chú đã mười mấy năm chứ còn... Đây chú Huy quay cái đòn tay một đó. Như lực sĩ luôn. Vâng. Ngồi trên đá mà nó được cái hóa như thế. Đây ạ. Quá đẹp luôn đây này chú. Vâng. Dàn tay cái cây này đánh như mà say lắm này. Say từ cây này có cái nét riêng. Mình nếu đúng xuống vườn anh Trúc là thay thích nhất là ba tác phẩm này. Dạ vâng. Đây là cơ duyên là đứng ở góc này quý vị nhìn thấy rất đẹp quý vị ạ. Xin được chúc mừng cho anh Lương nhá. Thế và cũng chúc mừng cho chú bởi vì chú cũng đã tìm được người để gửi gắm những cái tác phẩm tâm huyết của chú. Thôi anh chị cũng gửi gắm về cho hai vợ chồng em để chưa làm xong mỗi một coi như là năm đó là lên đẹp hơn nhé. Thế mình sang cây tiếp theo nhỉ? Cây này cây thứ hai rồi. Cô Bì ơi, cây này cũng là một cái điều bất ngờ. Mình nhìn thấy đây là một cái cây có một cái bộ bệ này và cái đường thân. Đây nó có nhiều cái lét khó. Nhà trên đá. Bo cái hòn đá này không biết là từ bao giờ nhỉ? Em đi vào trong bên này một chút. Ui quý vị ơi, quý vị nhìn thấy những cái rễ đã len nổi qua những cái hốc đá. Ủa mặt sau này còn dị dạng. Có chiều sâu hơn quý vị ạ. Thân thì lất lẻ hết rồi. Một cây xanh cổ bệ thân đẹp nghệ thuật và già bóng tàn là quý vị đều nhìn thấy rồi. Những cây chú chơi rất lâu rồi. Đây là những cái cây mà anh thích nhất đúng không? Trong ba cây này. Những cái tác phẩm này kính thưa quý vị, như tác phẩm ngay trước mắt quý vị là cây này cũng phải cao tầm đến 1m3 đấy đúng không anh? Mét ba đấy, tầm mét ba này. Cây bên cạnh kính thưa quý vị là cũng phải tầm mét hai. Chú đứng vào gần cây đi nào hai chú và anh. Cây thứ ba nhá. Rồi anh đứng gần một chút. Rồi hai chú cháu nhìn đây cái nào. Đấy, cười tươi đây. Một người được cây, một người được tiền, cười tươi đây. Đây có chú Triều đây nhá, đang live stream trực tiếp này. Đấy, còn có anh nữa này. Đấy, có những gương mặt đang chứng kiến đây. À, mình di chuyển đến tiếp cây tiếp theo nè. Vườn cây anh Lương này, một vườn cây thay đổi từng ngày quý vị ạ. Thay đổi từng ngày, cứ ra vào liên tục. Vừa rồi cái dịp giao lưu đầu xuân thì anh ấy bán rất nhiều. Và sau khi bán thì anh lại tái đầu tư, lại mua cái số lượng cây chắc là cũng không kém cái số lượng cây anh bán.
Cây tiếp theo quý vị ạ, cây thứ tư. Cây thứ tư, lại một cây già cổ nữa. Quý vị đến gần để xem cảm nhận cây già đến mức nào. Được thân như là... thân dẻo và thân thì nổi gai hết rồi. Riêng cái cây này thì nó lại có một cái bộ da là rất khác các cây khác, như da voi. Da trùn hết, da trùn này. Còn cây này nó lại da nó dày chứ. Trùn da này, da trùn hết này. Góc này quý vị nhìn thấy cái đường đá nhá. Đá rất lắc của thân. Bộ bệ này. Cái này theo thời gian quý vị ạ, sẽ ra rất nhiều những cái lu cơ địa ở thân. Đang lấm tấm rất nhiều quý vị ạ. Đang đùn. Đang đùn. Đùn rất nhiều. Đang đến cái lúc đùn rồi. Đùn. Sang mặt này chú ạ, sang này nhìn càng rõ những cái nét đùn. Đấy, đùn này. Cái này đang đùn. Đang đùn, đang đùn. Chun hết nhá. Cổ chun rồi. Rất nhiều. Đây là cây thứ tư quý vị nhá. Thế còn cây nữa là cây những cây toàn cao 1 mét, hơn 1 mét thôi quý vị ạ. Đây một cây thứ tư, một cây xanh bám đá nữa. Cây này, nói chung lương là cây này nhá, là anh thích, là lúc anh mua năm 2007 là anh thích cái cây cổng liêm truyền lãm ở truyền thông, quên truyền lãm ở coi như nghìn năm Thăng Long đấy. Một cây xanh, một cây si ở coi như là bên cái thành như này. Nên con này là anh rất là ưng ý, nhưng thôi anh đã để nhượng lại cho chú nhé. Để chú về nó là nghệ thuật. Vâng. Quá nghệ thuật mà anh thích là hai cây của ông Liêm này, Liêm Kim Thành nhá. Nghệ thuật đấy. Hai cây ông Liêm. Hòn đá cũng đẹp. Hòn đá này đẹp và nghệ thuật mà lâu rồi dần xuống màu rất đẹp. Màu đồng hết rồi. Một cái xanh bám đá nghệ thuật quý vị ạ. Đây là cây thứ 5 quý vị nhá. Đá đá bọt đi nhá. Đá này đá bọt đây này. Cây thứ 5 trong một cái trong cái cuộc giao dịch của hai chú cháu. Hai anh em. À, hai anh em. Hai anh em, hai anh em. Đá này cứng lắm quý vị ạ. Tự nhiên đá này đang cứng, cứng dạng đá bọt mà đúng không? Đá bọt, đá này cứng. Đá bọt này. Đá cũng đẹp, đá nó gai hết này. Đá này rất đẹp. Xưa là ông Liêm cũng có hai cây ở bên Kim Thành đấy, ông con này ông thì giới thiệu Đức Huy là con này vài nữa anh chuyển dáng. Chuyển dáng anh? Ừ. À. Không để dáng này. Anh chuyển dáng hay như nào? Anh chuyển kéo xuống nó qua thắt đỏ xuống đây, anh chạy lắc về. À, như là chuyển cho đổ lửa đúng không? Ừ. Kéo đổ sát sát thân. Rồi sát rồi. Viên đá thẳng dốc. À, qua thác đổ như một cái thác nước đổ xuống xong rồi 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 anh hẹn là chú Huy một dịp nào xong rồi anh lại một chú quay ra anh. À vâng vâng. Nghĩa là anh ấy sẽ vam vip là một như một thác nước vam vip để cho nghệ thuật hơn, có thể là sẽ cái thành này gần một thân một chút, gần một gốc một chút đúng không? Rồi. Và kéo đổ một chút nữa đúng không? Kéo đổ gập xuống luôn. À, cái này rồi. Anh hẹn được. Okay, anh trông hiền cây quá. Chúng ta sẽ chờ đợi anh thay đổi những cái tác phẩm của mình. Bởi vì mới về vườn thì cũng còn phải tư duy ngắm nghía từ từ đúng không? Đây này đang làm mấy cây kia nhưng mà cây này chưa có thời gian. Ok anh. Thôi thì trong cái thước phim này thì em xin chúc mừng cho chủ nhân cũ và chủ nhân mới đã một cái có cái cuộc bàn giao cây. Rồi. Bởi vì lớp trước đã nhường cho những cái tác phẩm này cho lớp sau để chơi và tạo tác tiếp. Thì hôm nay Bonsai Đức Huy về và ghi hình cho quý vị, được quý vị yêu kênh cả nước lắm bắt được cái thông tin như vậy. Xin được cảm ơn nhé và chào chú và chào anh Lương nhá. Chào chú Triều nhá. Bonsai Đức Huy xin được cảm ơn quý vị và xin được chào quý vị. Hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.